Thành phố Vũng Tàu có từ 2.500 đến 3.000 phụ nữ mang thai, sinh con mỗi năm, nhiều nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vì vậy, ngành y tế đã thường xuyên rà soát, đến từng nhà, nắm thông tin, tư vấn cho thai phụ. Khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh bằng phương pháp xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện sớm những dị tật, những bệnh lý bẩm sinh từ khi trẻ còn trong bụng mẹ và ngay sau khi chào đời. Từ đó có hướng can thiệp y tế kịp thời, đảm bảo mỗi đứa trẻ sinh ra, lớn lên đều khỏe mạnh. Tại thành phố Vũng Tàu, tính đến tháng 8 năm nay, tỷ lệ sàng lọc trước sinh toàn thành phố đạt 85,8%, sàng lọc sơ sinh đạt 81,6%, tăng hơn 20% so với thời điểm mới triển khai năm 2007. Qua khám sàng lọc, trung bình mỗi năm có 10 đến 20 trường hợp thai nhi tiềm ẩn nguy cơ dị tật bẩm sinh được tư vấn và lựa chọn biện pháp can thiệp y tế phù hợp. 10 đến 15 trẻ bị mắc bệnh lý bẩm sinh, chủ yếu là thiếu men G6PD, được tư vấn chăm sóc dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh.